Cô bác quý anh chị thấy cái nhà có chú An không? Đây là nhà, bên đây là nhà mồ nè. Và đây là tất cả ở khuôn viên nghĩa địa. Hoàn cảnh nó cũng khổ. Rồi còn chú ba người con phải không? Dạ. Còn hai người con còn lại là thằng trai hả? À, một thằng trai, một đứa gái mà nó tự lo tự sống. Nhỏ gái lên nó biết, nhưng nó cũng không tiếp già nó được. Hoàn cảnh nó già, hai đứa con nó còn khổ hơn tôi nữa. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và theo chia sẻ một số người dân á, thì Bùi Hồ phát hiện được một cái chú này á đang ở một cái khu mà Gò Mã. Thì một số chú nói rồi thì chú này là vợ bỏ đi, đi làm công ty và vợ bỏ đi vì buồn quá thì chú cứ sáng sỉnh chiều say. Và hàng ngày phải sống trong cái khu Gò Mã như thế này. À, đi đường nào chú trong này hả chú Vũ? Là cái chú này là sao hả chú Vũ? Ở đó nó ở đây nè. Đây con đéo này cái. Rồi. Sao? Đó nó ở đây nè. Rồi nó mới về bển hai vợ chồng đi thành Bình Dương về ngoái măng. Rồi con vợ nó bỏ nó. Đó nó về đây. Dạ. Rồi bây giờ ổng sao? Thì nó giờ nó ở đây đó chứ sao? Cái giờ không nhà cửa. Hả? À, sống. Vợ mày sao? Bỏ mày sao lúc mấy à, bỏ giờ bệnh hút bệnh hoạn đâu đi làm ăn được. Chú tên gì hả chú ha? À, tên Nguyễn Văn Hoàng An. Chú An, nhà chú ở đâu mà chú lại sống cái khu này? Bên Phú Tân. Phú Tân An Giang. Chú về đây là chú sống lâu chưa? Đó, đó ở đây. Dạ. Ba nó kêu nó ở đây, ở bên đây nè. Rồi về bển ở. Dạ. Nó mới đi thành phố ngoại mặn. Dạ. Mặn ha Bình Dương, thành phố Bình Dương. Dương. Qua đây chú vô chú vô. Dạ. Bình Dương rồi vợ nó bỏ nó, có thằng khác bỏ nó. Là về đây. Chú có gì cả người ta. Ngày xưa là lúc mà chú vợ chú bỏ đi là khi nào? Lúc đó là chú bao nhiêu tuổi và năm hiện nay là chú bao nhiêu tuổi? Nó bỏ tôi năm 2014. 2014. Là năm nay là chú bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 52 tuổi. Chú An là năm nay là 52 tuổi. Là 2014 là lúc đó là đến nay là 7 năm. Yeah. 7 năm. Chú 52 tuổi hả? Lúc đó bốn mấy tuổi? Bốn mấy tuổi có chú với cô là có mấy người con? Ba người con. Con của chú hiện nay lớn chưa? Có nhỏ con gái và nó cũng khổ lắm. Nó có chồng, có hai đứa con, giờ chồng nó chết, nó bỏ lại hai đứa con nữa. Giờ nó đang đi làm, nó cũng ra Bình Dương nó làm ngoài, mà giờ đi làm không được nữa. Thì nó bỏ nhà hai đứa con nữa kìa. Hoàn cảnh nó cũng khổ nữa. Rồi còn chú ba người con phải không? Dạ. Còn hai người con còn lại là thằng trai hả? À, một thằng trai, một đứa gái mà nó tự lo tự sống á. Đứa con gái còn lại là bao nhiêu tuổi? Đứa lớn là bao người con gái lớn nhất là bao nhiêu tuổi hả chú? À, nó tuổi gắn nó tôi cũng không nhớ nữa. Nó sinh năm 87. Đặng gắn là sinh năm 89. Nó tám mấy tôi nhớ mà tôi nhớ tuổi gắn thôi. Gắn nó rồi từ ngày dạ. Sao nó sao thầy hay gì đó. Dạ. Rồi hàng ngày thì gắn nữa mà con mày tuổi gắn thì con mày nhỏ hơn. Rồi con của chú có biết rằng là chú đang sống ở đây không? Nó nhỏ gái lên nó biết nhưng nó không tiếp già nó được. Hoàn cảnh nó già hai đứa con nó còn khổ hơn tôi nữa. Nó khổ hơn tôi nữa làm sao mà nó tiếp tôi được. Ngày xưa chú với vợ của chú là đi làm ở Bình Dương là được bao nhiêu năm thì vợ của chú bỏ đi? Nó đi năm 2012. Năm 2013 nó về nó rủ tôi đi. Đi ra ngoài thì sống được mấy tháng. Năm 2014 là nó đuổi tôi, nó không cho tôi ở chung. Là bắt đầu từ đó là nó có người tình nghiện rồi đó. Lúc đó là chú biết không? Ừ,
tôi đi cũng đi làm công ty mà nhiều khi làm tăng ca 8 giờ về 9 giờ về lại phòng trọ nó thì không thấy nó, mà gọi điện thoại rồi không được thì mình nghi vấn vậy thôi, chứ mình không có bắt được, tại vì sáng mình đi làm công ty rồi mình đâu có thời gian đâu đi rình gặp gì đâu mà bắt. Nhưng mình đành chịu, tôi cũng lại công an tôi trình báo mấy lần, thì công an phường nói chuyện gia đình thì gia đình về quê giải quyết đi. Chứ nói về tôi nói vợ tôi chắc có người tình gì đó, nhờ các anh giải quyết giùm ông ấy. Nhưng mà ông ấy thì chuyện gia đình thì gia đình về quê giải quyết đi. Sau đó thì vợ của chú là viết đơn là về với chú luôn? Không, không có đơn bọng gì chứ. Tôi mới thấy cái tình hình đó nó hơi là ngột ngạt rồi. Tôi mới xin với quản đốc tôi á. Tôi mới xin quản đốc tôi là xin đâu 2 tháng trời á. Là công ty không có nhận nữ á. Là tôi xin quản đốc tôi xin cho vợ tôi vô làm. Cái ông quản đốc cũng nói nhắm được không mày? Tôi nói được bà ông quản đốc ơi. Ông quán nói ừ đâu mày dẫn nó lại tao coi thử ơi, thì dẫn nó lại rồi bắt đầu ổng coi tướng coi tá rồi ổng vào hồ sơ xong rồi ổng nhận vô rồi là vô làm là bữa thứ bảy là nó ra mặt luôn đó, ra mặt nó đi thẳng với người kia luôn. Dạ. Mà mình thì mình giờ đấu đá làm gì, đá đàn bà nó vậy rồi thôi, tôi đành tôi chịu thôi. Lúc đó thì con cái của chú sao? Con gái thứ hai tôi nó biết. Thằng đó nó điện ra con gái thứ hai tôi nó điện thẳng luôn. Nó nói bây giờ chở vô đây đi, sống với nó đi, nó lo cho. Con gái tôi nói tao, đời của tôi chỉ có một người cha thôi, không có người cha thứ hai. Là con gái thứ hai tôi đó giờ chồng nó chết rồi đó. Vậy là hộ khẩu của chú hiện nay vẫn còn ở Phú Tân An Giang? Vẫn còn. Nhưng mà tại sao chú có người thân ở đây hay không mà chú lại qua đây chú ở? Dòng họ ở đây tổ tông. Ở đây là tổ tông mà. Dạ. Chú ở đây được bao nhiêu năm? Hồi năm ngoái tới giờ 2 năm. 3 năm rồi bạn. 3 năm. Hồi lúc trước nó ở đây không? Hồi trước thì tôi ở đây. Hồi trước nó ở đây rồi nó bảo gì anh đi. Cái mảnh đất này là của nhà dòng họ chú tổ tông. Ừ. Của bà nội đó. Dạ. Rồi cái nhà này là ai cắt cho chú? Của dòng họ người gom góp cho miếng vậy đó. Dạ. Ví dụ như người cho chút ít. Dạ. Chú sống, con nghe nói là thời gian mà sau vợ chú bỏ đi thì chú bắt đầu là chú nghiện rượu. Buồn uống rượu. Dạ. Trước đây chú có uống không? Không, nó có. Nó cũng có uống vài cốc nè. Ở đây mình tiền đâu uống. Đây là mồi rượu đi hả chú? Quay cái gì? Dạ. Lần bây giờ chú buồn chú không làm gì được luôn. Nói bây giờ bệnh hai cái giò bệnh khớp. Dạ. Bệnh khớp hai cái đầu gối nè, đi hồi lục cục. Dạ. Rồi hàng ngày người ta thấy chú sống vậy người ta có giúp đỡ gì cho chú không? Thì dòng họ có gì cho ăn nấy. Ví dụ như dòng họ cho cái kho thì ăn cái kho, cho canh thì ăn canh. Trước đây thì dạ. Trước đây thì chú với vợ chú sống ở quê là làm nghề gì? Hồi trước thì tôi làm thợ mộc. Dạ. Hồi trước thì tôi đi làm ngoài Hà Tiên á. Con chứ nhà quánh đó đó. Con chứ nhà cũng báo đó. Tôi đi làm thợ mộc. Làm thợ mộc ha. Ừ. Rồi bây giờ là thường ngày là người ta cũng cho gì chú ăn đó? À, cô bác ở đây dòng họ cô bác cho gì ăn đó. Chú nói chuyện với con mà chú khóc hoài là chú buồn hay sao? Không, cái cảnh khổ của mình nhắc lại mình nhớ cảnh khổ. Chú buồn là chú không đi ra ngoài đường luôn? Không, tối ngày tôi ở đây mà tôi không đi ra được. Rồi mọi cái sinh hoạt của chú thì sao? Thì đảo đảo vòng vòng làm cỏ làm gác cái này kia vòng vòng khu bộ vậy đó. Dạ. Hôm nay thì chú ăn cơm gì chú?
ăn cơm đâu chú dẫn lời đó con lời đó ăn cơm cá hư quẹt. Ta biết được rằng thì trước đây chú là một thanh niên khỏe mạnh, thì sau khi vợ chú bỏ đi thì chú lại suy sụp. Này cá khô hả? Khô quẹt. Khô quẹt chú khô hả? Thì ai cho cá cái gì đó cái mình nhiều cái mình quẹt lại. Dạ, chú nấu ăn gì ạ? Lọt củi á. Chú chua 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 ăn hả? Dạ. Chú ăn. Còn cơm chú nấu đâu? Thì cũng mặn lọt củi đó. Cái nồi cơm chú đâu? Đang hết cơm rồi. À, nồi cơm ở đây ha. À, nhậu nhẹt gì ở đây ha, ăn uống gì đây hết? Cái đó là để đường bột ngọt này kia, chứ còn ăn uống là mình ngồi ở đây. Chú sống ở cái khu này thì chú có sợ không? Không. Bây giờ cái đời mình nó giờ tôi không biết sợ là gì nữa. Bây giờ khổ quá. Nếu như mà vợ chú có trở về thì chú có chấp nhận không? Không đâu, bởi vì người đàn bà gì mà tôi không bao giờ chấp nhận. Nó đã hủy bỏ tôi khi tôi khổ trăm bề. Dạ. Không biết khổ cái nào nữa. Nếu như mà có một hy vọng thì bây giờ chú có hy vọng ước muốn gì không chú? Tôi muốn được mạnh khỏe đi kiếm cái sở gì làm thôi, chứ tôi không muốn. Tôi mong được cuộc sống mình cái gì, nhưng mà muốn được mạnh khỏe đi làm ăn mà ngặt nó bệnh hay cái giò thôi, đi hồi cái làm cái cập, đi hồi làm cập, nhiều khi đi xa không được mà thêm cái bệnh tăng huyết áp nữa. Nhà thuốc thì lúc nào cũng dữ. Dạ, qua đây ngồi đi chú. Bây giờ chú buồn chú nhậu hoài thì nó đâu có thay đổi được cái số phận của mình đâu. Đâu có nhậu hoài đâu. Nhiều khi nhậu chút rồi bắt đầu ngủ. Chứ dạ. Đâu có nhậu hoài đâu. Hôm ngày dịch người ta có phát gạo đồ cho chú không? Mấy ông anh này mấy ông xin cho thôi chứ tôi không hộ khẩu ở đây. Dạ ha. Chú qua đây chú ngồi đi. Mỗi lần mà nhắc đến vợ chú là chú này khóc chú Dũng. Ừ. Vì với vợ chồng sống 30 mấy năm mà giờ nó nở đành. Chính tôi là cái người đưa nó vô công ty luôn. Tôi xin quản đốc, tôi xin cho nó vô. Tôi xin 2 tháng mấy trời mới vô được công ty. Mà vô được công ty rồi là mấy ngày sau là nó bước ra đi luôn. Là cái người tình đó là trong chung công ty với chú? Không, cái người tình đó là nó quen ở ngoài trước rồi. Dạ. Trước khi hồi đó tôi đi làm công ty là tôi 8 giờ tôi về hoặc 9 giờ tôi về. Mà khi tôi về tôi điện thoại cho nó, chuông đầu đổ nghe. Mà chuông thứ hai là bắt đầu nó cúp luôn. Nó tắt máy luôn. Là tôi thấy tình hình không ổn rồi. Là nói nhiều lần vậy đó. Tôi thấy tình hình cũng như mình nghi vấn không ổn rồi. Mình mới xin quản đốc. Mà công ty thì không có nhận nữ. Tôi mới xin quản đốc. Tại vì tôi làm trong 3 năm rồi. Ông quản đốc ông nói nhắm được không mày? Nói dạ thưa được quản đốc. Ông quản đốc nói vậy mày dẫn nó vô thử thôi. Tới ngày dẫn vô rồi đưa giấy hồ sơ rồi vô làm rồi là vô làm ngày thứ 3 tới ngày thứ 7 là nó ra mặt nó đi luôn đúng không? Chú còn gạo gì chú ăn cơm không chú ăn? Dạ còn. Đâu gạo của chú để đâu? Để thùng. Dạ hả? Ở đây điện chú xài ở đâu? Đâu có điện nữa. Không có điện hả? Dạ. Rồi nước? Nước thì xài ké ông anh. Đây là ông anh con rồi thứ 8 chú ông bác. Dạ. Còn cái thùng này là cái gì? Cái thùng nó của bà chị đó bà gửi đó. À, thùng nó bắp hả? Nó bắp, bà để kia bà sợ mắt bà gửi. Ừ. Ở đây mưa tối chỗ này nó tạt chứ không? Mưa ấy, mưa lớn thì nó tạt. Sao chú không về Phú Tân chú ở, mình lại ở mảnh đất này, chỗ ông bà chú ở hả? Không phải, bà má tôi bá lớn rồi bà bị bệnh nữa rồi. Nhiều khi mình buồn nè, cái mình nhiều khi cái mình trực giác lên đó, cái mình ngủ á, cái ban đêm mình mớ á, cái mình la ông sầm á, bà ngủ không được thì thấy vậy rồi thôi về đây ở đi để cho má mình yên tâm. Chứ nếu mình thì mình ngủ mình cứ mớ mà bà ngủ không được rồi bà buồn nữa
thôi mình về đây mình ở một mình đi. Chú mớ cái chuyện gì? Nhiều khi mình suy nghĩ tới chuyện gia đình. Giờ ba đứa con giờ nó thất lạc hết trơn luôn. Giờ ba đứa con tôi không biết đứa nào ở đâu có đâu chứ. Chú không có điện thoại được luôn ha? Không có được luôn. Ba đứa con giờ không, đứa nào nó muốn về thăm về, còn không về thôi, chứ tôi không biết đứa nào ở đâu là ở đâu. Con của chú cũng không biết chú ở đâu luôn. Con nhỏ gái thứ hai thì nó biết, nhưng mà nó khổ lắm. Nó giờ chồng nó mới chết nè. Rồi bây giờ qua clip này thì chú muốn nhắn gửi lời nào đến với con của chú không? Chỉ có nhỏ gái thứ hai thôi mà nó khổ lắm. Còn hai người con còn lại chú có muốn nhắn gửi lời nào với con của chú không? Biết sao giờ nếu con cái ráng mà lo làm ăn thôi. Sao mà ráng làm ăn để mà lo cuộc sống cho mình thôi, để mình tạo cuộc sống cho mình. Chứ đừng có ăn chơi với tha làm gì. Để mà cho cái gây nên mất đi cái nề nếp xã hội, là mất đi cái tình cảm với anh em bè bạn vậy vậy không? Hai người con còn lại của chú là có gia đình chưa? Dạ chưa. Dạ. Hôm nay con đến đây có khơi gợi cho chú buồn dữ không? Không nhớ là cái cảnh đời thì nó cũng hơi buồn buồn thật, chứ buồn thì cũng phải trôi qua thôi, chứ giờ mình biết làm sao giờ. Giờ nè, bây giờ cái cảnh mình đã vậy rồi, giờ mình phải chịu thôi chứ biết nói làm sao. Nhiều khi buồn buồn có cơm nhận cơm, có đành cũng phải ăn cháo. Bây giờ về hận vợ quá, vợ về không cho luôn, không cho về luôn. Không phải, nếu mà gia tộc tôi cũng không chấp nhận đâu. Dạ. Mà nói chứ ở đây là nguyên ở đây là nguyên dòng họ gia tộc, dòng dòng ở đây trong nhà màu. Đây ông bà của cô chú có không ha? Không, ở dòng họ gia tộc không ha. Ông bà không à, chứ không có người dân vô đây. Rồi chấp nhận giờ ở đây ở với ông bà bình thường thôi, chứ sợ gì ông bà mình mà mấy gì đâu sợ. Ban đêm ngủ cũng vậy thôi, ngủ bình thường. Ban đêm thì ông bà điểm Nam Mô Di Phật ba lần cái rồi ngủ. Từ ngày giờ đây là chú nhậu luôn, chứ lúc trước là đi làm chú không nhậu. Không, vợ tôi bỏ tôi lúc 2014 nữa. Là ở ngoài rồi bắt đầu tôi cũng vẫn còn đi làm. Nhưng mà đi làm sáng vô công ty người ta nghe mùi rượu quá, bắt đầu mới cho tôi nghỉ. Quá buồn, quá buồn. À, là cho tôi nghỉ năm 2018. À. 2018 mới về đây. Chứ còn mà về đây là mới về đây thôi, chứ còn hồi đó vẫn còn mãi. Nó bỏ đi hồi 2014. Tới nhà 2018 đó, tôi mới xin nó vô công ty. Là chú nói gì con hiểu rồi. Mà vô công ty rồi nó ra mặt. Dạ. Rồi tôi đành buồn thôi. Chú An thì hôm nay thì con đến đây á, con được cô chú ở đây nè dắt con để mà con biết đến hoàn cảnh của mình. Con nói thật với chú thì trước đây con chưa tìm hiểu về cái câu chuyện của chú á, thì con nghĩ chú là giống như là chú chỉ thích rượu chè bê tha, mà ngoài không phải vậy, mà ngoài đó, ngoài sau đó là một cả một cái câu chuyện rất là dài về cái cuộc sống gia đình của chú á. Thì con cũng đồng cảm với chú, con mong chú á nên làm lại cuộc đời, bỏ rượu bia. Sau hết dịch thì chú tìm một cái công việc nào đó chú làm ổn định, và bỏ nhậu. Mặc dù có buồn thì chú phải dấp ngã, thì chú phải cố gắng vượt qua. Hôm nay thì con đến đây, con đại diện cho chú chính là Việt Kiều Mỹ. Trong cái mùa dịch này con trao cho chú 1 triệu đồng ha, để chú làm một cái chi phí mua đồ ăn. Con mong chú là những lần sau mà con có lại gặp chú á, thì chú sẽ không uống rượu. Từ từ mình làm lại cuộc đời. Biết rằng là ai cũng có một cái nỗi buồn riêng, nhưng mà gia đình thì nó lớn, nhưng mà bây giờ thì chú không vượt, bản thân của chú không vượt qua thì không ai giúp được chú hoài. Chú phải cố gắng lên. Ở dòng họ của chú còn rất là nhiều người,
mong chú cùng cố gắng lên, chứ không phải là thấy chú cứ như thế này rồi đến hết cuộc đời ở đây. Mà chú làm lên để cho vợ chú thấy rằng là bỏ chú đi là một điều sai lầm. Và vì chú còn một hai ba người con chưa tạo lập gia đình nữa, đó, chưa có xuôi gia, nên là nữ là chú phải sống sao để cho vợ mình thấy rằng là bỏ đi là sai lầm và chú phải tìm lại con của mình. Đó, thì con chỉ là con nhỏ nhưng mà con có lời khuyên đến chú vậy thôi. Còn đây là con gửi cho chú một, thay mặt chú chính là Việt Kiều Mỹ, con gửi cho chú 1 triệu đồng để chú làm mua gạo thóc gì ăn nha. Cảm ơn. Dạ. Xin chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho tôi, thật lòng cảm ơn. Chú còn gạo không? Không còn gạo nữa con đem xuống. Còn hả? Còn. Mong thì 1-2 tháng sau con không gặp ở trong những cái bàn như thế này, là những cái chai rượu như thế này nữa. Không phải. Ôi. Đây là chai nước để tắm mồng. Dạ, chai vô chai nước tắm mồng. Biết không, ban đêm á dông á mình ở trống chỗ thì nó trời dông á mình vô chai nước gì này cái mình tắm cái mồng lại. Rồi, vậy thôi, con cảm ơn chú, chúc chú sức khỏe. Dạ. Rồi nhớ là con nghe chú. Dạ. Cố gắng làm lại cuộc đời. Tôi mới có 45 hả? Năm mấy rồi. Năm mấy hả? Còn nhiều mà. Quỹ thời gian cũng còn nhiều. Thôi con chào chú ha. Dạ, cảm ơn quý đài. Yeah.